bờ biển xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Lâu nay là nơi thường xuyên có nhiều xác chết trôi về. Thấy xác người chết trôi là chuyện rất bình thường đối với người dân nơi đây. Tuy nhiên, nỗi hoang mang lo sợ đã ập đến khi một xác chết không đầu, không tay được phát hiện, gây kinh hoàng cho những người dân biển hiền lành. Người phát hiện xác chết bí ẩn là ông Nguyễn Văn Ninh, 50 tuổi, ngụ xóm Thượng Hải. Khoảng 16 giờ 30 ngày 14 tháng 11, ông đang đi ra biển thì phát hiện một xác chết dạt vào bờ. Ông Ninh thấy cái xác mắc vào bờ nhưng không dám lại gần, phải vội vàng chạy về báo với trưởng xóm về sự việc. Khoảng 30 phút sau, thi thể đã được tiến hành trục vớt lên bờ. Tuy nhiên, khi vừa đưa xác lên, nhiều người đã phải thét lên hoảng sợ bởi xác chết không có đầu, không có tay và đang trong quá trình phân hủy mạnh. Quan sát bên ngoài, người dân miêu tả đó là thi thể của một người khoảng 25 đến 30 tuổi, cao 1m60, mặc quần bò màu xanh, áo lưới thưa, đi giày thể thao. Theo kinh nghiệm của dân địa phương, xác chết này có thể đã trôi nổi trên biển gần một tháng nay. Cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm tử thi. Do nạn nhân không có đầu và giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính rất khó khăn. Công an đã lập biên bản sự việc, đồng thời thông báo truy tìm tung tích nạn nhân. Người phát hiện xác kể lại: "Hôm đó tôi ra biển xem thời tiết thế nào để mai đi đánh cá. Định khoảng 17 giờ mới đi, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy rất sốt ruột, giống như có người thúc giục nên liền ra biển sớm hơn dự định. Không ngờ ra đến nơi thì phát hiện cái xác này. Giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao lúc ở nhà cứ đi một mạch ra đúng địa điểm cái xác đang nằm. Có thể người này bị chết oan nên linh hồn hiển linh xui khiến mọi người tìm được xác đem đi chôn cất. Do cái xác đã phân hủy mạnh, mùi xú uế bốc lên nồng nặc nên mọi người không ai dám lại gần. Chỉ có mình ông Nguyễn Trường Trung, 64 tuổi, người làm nghề cấp tán lâu năm ở xã, đứng thay đồ và khâm liệm cho nạn nhân. Ông Trung cho biết, lúc ông khâm liệm có kiểm tra xem đó là xác nữ giới hay nam giới để gọi hồn. Ông thấy người này mặc một chiếc áo lưới khá thưa, không mặc áo ngực, còn chiếc thắt lưng là của nữ giới. Cả chiếc thắt lưng và cúc quần đều bị rỉ sét. Ông Trung phải rất vất vả để tháo thắt lưng và quần bò ra để mặc đồ mới cho nạn nhân. Sau đó mới phát hiện đó là xác nữ giới. Những ngư dân địa phương cho biết thi thể này chắc chắn không phải của ngư dân đi biển gặp bão. Do tính chất công việc, người đi biển thường ít mang dép, càng không bao giờ đi giày bởi rất khó bơi lội khi bị rơi xuống biển. Đặc biệt, nếu ngư dân bị rơi xuống biển, họ sẽ cởi hết quần áo dài để dễ bơi vào bờ. Trong khi đó, xác chết có mặc quần áo và mang giày. Không ai biết được sự việc gì đã xảy ra đối với nạn nhân, nhưng mọi người đều cho rằng đằng sau xác chết này là một vụ án mạng ghê rợn. Các dấu vết trên cổ và tay cho thấy đã bị một vật sắc chém đứt, chứ cá không thể rứt cái xác đứt rời như vậy được. Theo kinh nghiệm làm nghề cấp tán lâu năm, ông Trung cho rằng có khả năng đầu và tay nạn nhân đã bị một vật sắc nhọn chém rời, hai cánh tay bị đứt tới cùi. Ông tâm sự: "Tôi làm nghề này đã gần 10 năm nay. Trong xã cứ phát hiện xác chết vô chủ nào, chính quyền lại nhờ tôi khâm liệm cho nạn nhân. Tôi đã khâm liệm cho rất nhiều thi thể nhưng chưa bao giờ thấy một xác chết nào lại đáng sợ như vậy. Không biết vì lý do gì, song hung thủ giết hại nạn nhân thật độc ác. Không chỉ cướp mạng họ mà còn hủy thi thể của nạn nhân, khiến họ chết cũng không được toàn thây." Trong xã, ngoài ông Trung, không ai dám nhận việc mai táng cho những người xấu số trên. Ông Trung nhận làm bởi ông thấy rất thương cảm cho những số phận đó, muốn mai táng cho họ tử tế để linh hồn các nạn nhân được siêu thoát. Ông kể có một việc kỳ lạ trong lúc khâm liệm xác chết không đầu này. Sau khi thay đồ cho nạn nhân và chuẩn bị đặt xác vào hòm, ông gắn mãi
cũng không nhấc được cái xác khoảng 40 kg, trong khi bình thường ông có thể vác được vật nặng hơn rất nhiều. Lúc này ông Trung liền thắp một nén hương và khấn vái nạn nhân có sống khôn chết thiên cho phép ông đưa vào hòm chôn cất tử tế, chứ cứ để như vậy ngoài trời thì không tốt. Vừa khấn xong, ông thử nhấc thi thể thấy rất nhẹ và đặt vào hòm một cách dễ dàng. Theo quan niệm của ông lão, hầu như những người chết oan và ẩn chứa nhiều ẩn khúc thường như vậy. Nạn nhân lần này chắc phải chết một cách oan khuất lắm. Công an xã Thạch Thải cho biết, sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã liền có mặt bảo vệ hiện trường và báo sự việc lên công an huyện Thạch Hà giải quyết. Do nạn nhân không có đầu và giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính và nguyên nhân cái chết gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, bờ biển xóm Thượng Hải, xã Thạch Hải là nơi có rất nhiều xác chết trôi dạt. Hơn chục năm nay, hầu như năm nào cũng có xác người dạt vào đây và đều được chính quyền, người dân chôn cất chu đáo. Ông Trung chia sẻ, sở dĩ bờ biển này có nhiều xác chết dạt vào là do có một lạch cửa sót. Người dân tin rằng do nhiều xác chết trôi vào nên khu đất này rất linh thiêng. Mỗi khi vớt được xác chết trôi, người dân đều cẩn thận chôn cất cạnh ngay bãi biển. Người dân trong làng mỗi lần đi biển thường ra những khu mộ này thắp hương để cầu mong gặp may mắn, tai qua nạn khỏi. Là ở chỗ người dân nghiệm thấy mỗi lần thắp hương để đi biển đều bắt được rất nhiều cá. Được một thời gian, gia đình của các nạn nhân ở nơi khác đã tìm về và cất bốc mộ người nhà về quê hương. Do đó, ở bãi biển không còn ngôi mộ nào cho đến khi phát hiện xác chết không đầu trên. Tuy nhiên, người dân cho biết những xác chết trôi ở đây chủ yếu là người bị chết đuối hoặc ngư dân đi biển gặp bão. Đây là lần đầu tiên có một xác chết không đầu trôi vào. Người dân đều rất hoang mang, nhất là khi liên tiếp có những giả thiết, lời đồn về nguyên nhân cái chết thảm khốc. Từ hôm phát hiện xác chết không đầu đến nay, cứ chập tối, dân làng không ai dám lai vãng qua bãi biển này vì quá sợ hãi. Hiện mọi người đều mong mỏi cơ quan công an sớm tìm ra tung tích nạn nhân, làm rõ vụ việc để giải tỏa tâm lý lo sợ. Nhiều ngư dân hoạt động đánh cá xa bờ ở vùng khơi thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau luôn tin vào vong linh của những xác chết trên biển. Nếu trong lúc hoạt động đánh bắt mà gặp phải xác chết, ngư dân luôn ý thức rằng phải giúp đỡ những trường hợp không may mắn này. Họ trục vớt xác chết trên biển một mặt là vì cái tình giữa con người với con người trong xã hội. Mặt khác, họ tin rằng nếu giúp đỡ xác chết, họ sẽ được phù trợ, công việc đánh bắt sẽ thuận lợi, may mắn hơn trong những chuyến biển kế tiếp. Anh Trần Thanh Điền, ngư dân cho một phương tiện ở huyện Ngọc Hiển, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời cho hay, những trường hợp gặp nạn trên biển rất đáng thương. Thông thường, khi chúng tôi phát hiện thì những thi thể này đã phân hủy, khiếm khuyết một phần rồi, có khi mất đầu. Tội nghiệp lắm. Bởi thế, chúng tôi luôn tâm niệm, nếu phát hiện những trường hợp này, phải cố gắng giúp đỡ, đưa người quá cố vào được đất liền. Anh Điền còn nói, theo nhiều ngư dân, chết trên biển vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo, nên khi những thi thể này được trục vớt, mang vào đất liền chôn cất, thì vong linh họ rất biết ơn ngư dân. Từ đó, họ sẽ đi theo phụ trợ, giúp đỡ phương tiện vớt lên như diều gặp gió. Tôi đã chứng kiến rồi, ít nhất tôi biết có 3 phương tiện mà tôi theo đánh bắt, có gặp và giúp đỡ xác chết, đều là mang khấm khá, đổi đời, từ sau khi đưa thi thể chết trên biển vào đất liền chôn cất. Trung bình, mỗi chuyến biển, những phương tiện này lãi từ 100 triệu trở lên, mà cứ đều đều thôi. Nếu tàu cá nào gặp xác chết mà không giúp, thì từ đó về sau, việc đánh bắt của họ thất bát lắm, anh Điền cho hay. Ông Du Văn Thanh, ngư dân ngụ xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển cho biết, việc vong linh theo ám những phương tiện gặp xác chết mà không giúp đỡ là có thật. Họ ám đến nỗi đêm ngủ thường xuyên bị hồn ma hiện về trách móc. Những phương tiện này cũng thường xuyên hư hỏng máy móc,
hoặc thả lưới không trúng đường cá đi nên thất mùa rất nhiều. Bởi thế, ngư dân chúng tôi rất tâm linh việc này. Gặp xác chết, dù khó khăn cách mấy, chúng tôi cũng ráng trục vớt. Tôi chứng kiến nhiều trường hợp giúp đỡ chôn cất xác chết trôi giạt đều được đền đáp bằng những mẻ lưới đầy áp hải sản. Ông Thanh thông tin. Ông Tiêu Thanh Hiền, bí thư đảng ủy xã Tân Ngân cho biết, Tân Ngân có cửa biển rạch gốc nên lượng tàu thuyền tập trung rất đông. Việc ngư dân chết trôi giạt trên biển, tôi cũng có nghe nhiều người kể lại. Mình không biết thực hư việc vớt xác có được phụ trợ gì hay không, nhưng tôi thấy việc giúp đỡ này là nhân đạo, rất nên làm. Riêng việc ngư dân tín tâm khi gặp xác chết là có thật. Ở đây cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp trúng cá tôm sau khi trục vớt xác chết trên biển vào đất liền rồi. Không biết đó là thật hay là do trùng hợp.